nhà nha. Đây, cái căn nhà thân thương của em lại là một bếp được nữa đây. Đây lại là dòng bu đồ nha anh chị, bu đồ Teacup Mittini. Teacup Mittini cực kỳ nhỏ xinh luôn nha, nhỏ xíu à. Đó, em mới tắm xong nó còn lạnh nè anh chị. Nhưng mà lông lá rất là đẹp luôn rồi nha. Mặt rất là cưng luôn nha. Đây, Teacup mặt nhỏ xíu luôn nha anh chị, rất là nhỏ luôn nha. Nè, nhỏ cực kỳ nha anh chị, đó. Đây lại là dòng bu đồ nha anh chị, không bao giờ rụng lông. Không bao giờ rụng lông nha anh chị. Nuôi ở trong nhà rất tốt cho trẻ em, gia đình mình nuôi nó ở chung, nó ngủ chung với mình cũng được luôn. Đó, em thường xuyên hay nói anh chị tư vấn mua dòng này nhiều là bởi vì giống Mỹ ấy. Cái màu này hiếm lắm anh chị, màu này vừa hiếm mà lại vừa xinh nữa. Khó lắm mới gọi là kiếm được cái màu giống như vậy nha anh chị. Đó, ai mua cái này bây giờ Tết đoàn viên giúp em nha anh chị, Tết đoàn viên nha.